Xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình đây là họp một cái sản phẩm, đó là chiếc Sharp AWS S2. Mình mới vừa mua ở cửa hàng Bạch Long Mobile nha các bạn. Nên mình sẽ đặt họp cho các bạn xem. Thật ra thì mình đã khui ra kiểm tra rồi, nên hôm nay mình sẽ khui họp lại cho các bạn xem thôi nha. Đây, thành phần đây. Đây là cái máy. Đẹp không các bạn? Mình sẽ bỏ máy qua bên đi. Mình sẽ bỏ qua bên đây, mình chưa có bóc cái siêu này nữa nha các bạn. Thành phần bên trong là gồm có tặng một cái ốp lưng các bạn. Một ốp lưng này là cái ốp lưng bằng nhựa cứng. Mình bỏ qua bên đây là cáp cáp sạc USB Type-C nha các bạn. Một cái dắt chuyển đổi từ Type-C ra cổng 3.5, tại vì cái máy này thì nó không có cái sắt cắm 3.5. Một cái củ sạc hiệu sạc, và ở đây thì không phải là sạc nhanh nha các bạn. Và phụ kiện thì chỉ như thế thôi. Giờ mình sẽ bỏ phụ kiện qua luôn, mình sẽ đến với cái máy. Đây là cái máy của mình, rất đẹp phải không các bạn. Thì sơ lược thì cái máy này thì cái vỏ ngoài nó làm bằng nhựa nha các bạn. Nhựa thật ra mới lúc đầu thì mình cũng tưởng nó là kính, nhưng mà thật chất nó là nhựa. Cái này thì rất là dễ bám phân tay. Đây, camera kép ở đây. Cảm biến vân tay thì rất là nhạy nha các bạn. Cái này một chạm không cần bật, không cần mở màn hình. Mình thấy nhạy không? Cái này là đây là cái giao diện này, cái theme này là mình đã thay cái theme khác rồi. Để mình cài lại một cái theme mặc định của nó cho các bạn xem nha. Mình sẽ cài lại cái thêm mặc định của nó. Nó đã áp dụng thành công. Đây là cái thêm mặc định của nó nha các bạn. Rất là đẹp. Thì mình sẽ nói sơ lược về cái cấu hình của cái máy của mình nha các bạn. Phiên bản mình cầm trên tay là phiên bản bộ nhớ RAM 4GB. RAM 4GB và bộ nhớ trong là 64GB. Hệ chạy hệ điều hành Android 7.1. Camera sau thì một cái camera 12 megapixel và một cái camera 8 megapixel. Camera trước của nó thì 8 megapixel nha các bạn. Chạy phiên bản của mình là chạy chip Snapdragon 630 8 nhân. Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa là 256GB. Và cái này có thể hỗ trợ hai SIM nha các bạn. Hai SIM nano SIM. Pin của nó là 3000 để mình nhớ như 3030 mAh gì á, mình nhớ không biết có đúng không. Cái này thì có sạc pin nhanh, nhưng mà cái củ sạc của nó thì tặng kèm thì không có hỗ trợ sạc nhanh nha các bạn. Thì sơ lược của nó là cấu hình của nó thì mình giới thiệu cho các bạn như thôi. Này, mình mua ở Bạch Long Mobile thì màu đen này là giá 6 triệu 3, nhưng mấy cái màu khác thì có thể giá nó sẽ thay đổi khác nha các bạn. Màu khác thì nó sẽ để cao hơn cái phiên bản màu đen này. Máy rất là đẹp, màn hình rất là đẹp, bạn thấy không? Đây nè. Nó rất là đặc biệt là nó mấy cái góc trên đây nè. Nó vát xéo như thế này chứ không phải là bo tròn cắt cạnh như là mấy cái màn hình truyền thống của mấy cái hãng khác nha các bạn. Nhìn nó rất là đặc biệt. Camera trước thì nó có quét và một lõm như nè. Rất tuyệt vời luôn. Thì vài bữa nữa thì mình sẽ có một cái clip để test phần camera cho các bạn coi. Thì hôm nay mình chỉ giới thiệu sơ lược cho các bạn về cái chiếc điện thoại này thôi. Thật ra cái chiếc điện thoại này màn hình 5.5 inch nhưng mà nó rất là nhỏ các bạn. Đây, màn son. Ở đây mình có chiếc Mizu M3 Note cũng 5.5 inch như các bạn son. Có thể để lọt lòng vào cái Mizu này luôn các bạn thấy không? À, tỷ lệ màn hình nè.
Cái màn hình thì đây là tỷ lệ mới nha các bạn. Màn hình rất là đẹp luôn. Tỷ lệ mới 18 chín này thì nó rất là gọn, cầm rất là gọn trong lòng bàn tay. Không phải nó bự như cái Mizu của mình. Rất là đẹp, màn hình rất là đẹp. Đây mình mở bán luôn. Mỏng cực kỳ mỏng luôn, vì màn hình rất là cực kỳ mỏng. Quá đẹp. Thấy không? Nhìn rất là đẹp. Thật ra mình với cái giá này thì rất là hợp lý nha các bạn. Cảm biến nhanh tay cũng rất là nhanh luôn. Đấy, nhanh. Bạn thấy không, viền màn hình ở trên này nó rất là mỏng và nó mắt xéo như vậy là rất là đặc biệt. Đặc biệt là camera sau của con này thì có thể chụp số phong nha các bạn. Mình đã thử thì camera của nó là chụp là khá ổn. Nhưng mà đặc biệt là cái màu đen này thì phiên bản này thì rất là bám dấu vân tay. Các bạn thấy không? Mình phải xài thêm một cái ốp lưng nữa. Nếu không là rất là bám. Pin con này thì cũng ấn tượng lắm các bạn. Mình cũng đang trải nghiệm đây, không biết sau này mình sẽ có một bài để đánh giá về camera và pin của con này. Ở đây mình đã có chụp thử vài tấm ảnh các bạn xem. Đây các bạn thấy không? Độ chi tiết rất là tốt các bạn. Bắt chiếc xe này đang chuyển động nè, nhưng mình bắt chuyển động rất là nhanh. Độ chi tiết cũng tốt. Này mấy bạn thấy không? Camera cũng là khá là đẹp. Mình chưa có chụp thử xóa phông cái bức nào nên để có thể cho các bạn xem được. Đây cái giao diện cuộc gọi nữa đây. Rất là đẹp. Thấy không? Trên đây nó có tràn cái viền ở trên đây xuống, rất là đẹp. Mình rất là thích là cái màn hình của cái chiếc máy này. Sau này mình sẽ có một cái clip để test về phần camera và hiệu năng cho các bạn xem. Rất là tuyệt vời. Các bạn nhìn thấy không, màn hình rất là nét luôn. Và tỷ lệ màn hình này thì là tỷ lệ màn hình mới 18 chín nên rất là so với cái máy kháng thì nó rất là nhỏ gọn. Hai máy này đều là 5.5 inch nhưng mà các bạn có thể so không? Cái máy này có thể đặt gọn trong lòng của chiếc máy này được. Cảm biến vân tay cũng rất là nhạy. Hôm nay mình chia sẻ sơ lược cho các bạn như thôi, đây là cái cấu hình của máy. Giới thiệu về điện thoại. Đây. Rất là đẹp. Thì mình cũng mới lấy máy về thôi nên mở hộp cho các bạn xem, mình cũng chưa có trải nghiệm được nhiều. Sau này mình sẽ có những cái clip khác để trải nghiệm máy về khả năng chụp ảnh và hiệu năng về pin để cho các bạn xem. Đây, cận cảnh các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Rồi xin chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại ở những cái clip test máy và camera máy ảnh của tiếp theo nha các bạn. Xin chào các bạn. Máy quá tuyệt vời.